Thanh Nhàn lúc vlog chào cả nhà. Nay thì sửa những nguồn mà anh em gửi sửa. Cái lỗi này kích vài dòng tắt, kích vài dòng tắt chạy hoặc là chạy lên tắt. Này tụt áp á cả nhà. À thì mình mở lên mình thấy như này cả nhà. Thì thường cái khu nguồn cấp trước á, đây nó có hai cái tụ. Cái tụ một tụ nó bị phù lên đó nha. À mình làm tiếp á cái nha. Khi mình tháo ra rồi á, mình thay tụ này luôn ha. Giờ mình đại diện mình làm một tụ này thôi. Tụ này cũng tương tự rồi. Đây nè cả nhà. Mình xem cái vo áp đó để mình thay là 200V. Là 680 microfarad nha cả nhà. Đó giờ mình lấy bên này đi. Mình lấy một tụ bên này mình gắn qua, gắn hai tụ đó qua các tụ nhỏ nè, nhưng mà mình làm một tụ thôi, tất cả các còn lại thì như nhau. Năm tụ nhỏ này cũng như vậy, nhưng mà mình với hai tụ lớn này tương đối, mình làm một cái thôi. Áp thì mình coi theo đúng cái volt và microfarad, không cao và không thấp nha cái nhà, đúng nha, máy nó mới ổn định. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình lấy cái này mình bỏ qua. Đây, mình lưu ý dùm một xíu thôi, dùm Thanh Nhàn một xíu. Cái bên đây cộng này nghe như cái nhà ký hiệu, còn bên sọc trắng là trừ âm. Điện bên đây cũng vậy. Mình nhìn bên tụ nè, nó ghi dấu trừ nè. Hoặc là mũi tên xéo xuống trắng á, là bên trừ. Rồi, bên đây là dương, và mình cứ gắn cho mình hàng bình thường thôi. Đó, mình lần lượt mình Thanh Nhàn thay xong đó cái nhà. Mình 7 tụ và tất cả là mình làm hết như vậy. Nhưng mà mình nhớ an toàn về điện nha. Cái tụ này mình nhớ mình xả điện có bóng đèn á, mình đi ông thì cộng từ mình ghim vô mình xả ra. Để khi nó giật cũng tê tai mình, chứ giật điện ấy thì không sao, nhưng mà giật nó tê tai mình nhớ xả tụ. Và mình lấy mũi dít thì mình nè thì chập hai tụ nó lại cho nó xả điện ra. Cái đồng hồ cũng được. À, mình thay cặp tụ lớn á, và mình thay luôn cặp điện trở ha cả nhà. Nâu vàng đỏ đen. Rồi cái này cũng tương tự nè cả nhà. Này nguồn colimaxer 400W cũng khá luôn cả nhà. Sao này thì mình tiến hành mình thay một tụ thôi cả nhà, và cặp tụ con ở phía sau cặp tụ 12 với 5V cũng tương tự như cái nguồn trước nha cả nhà. Rồi để mình ấy xong là mình test cho cả nhà xem. Rồi chá đèn. Bên cửa hàng vẫn 5K phòng dịch và chỉ áp dụng chỉ thị 16 tốt nha cả nhà. Đóng cửa làm đó, đóng cửa rồi mình chỉ sửa những linh kiện trong nhà thôi, một mình thôi. Đây. Vẫn vào win bình thường cả nhà. Rồi, tới đây thì Thanh Nhàn cảm ơn cả nhà xem video. Chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe.